mãi sau này anh mới biết bông hoa đó không của anh. Chẳng qua là anh đã đi ngang qua đúng mùa hoa đẹp nhất. Con tim anh cứ ngỡ là duyên số, thì ra đó chỉ là chuyện hư vô. Lý do chia tay là gì em có biết không? Vì em không yêu anh như anh yêu em, vì em xem anh chỉ là nhất thời, người mãi chơi vơi như ai. Làm sao anh mà có em? Bắt sau nơi xa nhau anh mới thấu, suốt chặng đường khi yêu ai biết đâu, người mình tương thương giờ như hai người xa là đã biết hết về nhau. Sau này gặp nhau anh muốn biết mùa hoa đẹp nhất em có nhớ gì. Ngày đó yêu nhau lúc xuân thì, mà điều gì làm em quay lưng đi? Nếu gặp lại nhau em vẫn ôm mơ, hay em sẽ né tránh anh? Chỉ dám buông đôi câu chào, dạo này anh sao? Hay quá ca ơi. Quý anh chị à, thả tim cho hai ca sĩ đẹp trai này nhé. Mãi sau này anh mới biết người đó không phải người yêu anh. Chẳng qua là anh đã đi ngang qua đúng ngày người cô đơn nhất. Thì thầm vài câu mình nói yêu nhau, thế nên chuyện mình cũng chẳng thấy đâu. Lý do chia tay là gì em có biết không? Làm sao anh mơ có em? Mãi sau này xa nhau anh mới thấu, suốt chặng đường khi yêu ai biết đâu, người mình từng thương giờ như hai người xa là đã biết hết về nhau. Sau này gặp nhau anh muốn biết mùa hoa đẹp nhất em có nhớ gì? Người đó điều gì làm em quay lưng đi? Nếu gặp lại nhau em vẫn ôm ai? Hỡi em sẽ né tránh ai? Chỉ dám buông đôi câu trả dạo này anh xa. Vì em không yêu anh như anh yêu em, vì em xem anh chỉ là nhất thời, người mãi chơi vơi như anh. Làm sao anh mơ có em? Mãi sau này xa nhau anh mới thấu, suốt chặng đường khi yêu ai biết đâu, người mình từng thương giờ như hai người xa là đã biết hết về nhau. Và sau này gặp nhau anh muốn biết mùa hoa đẹp nhất em có gì làm em quay đi? Nếu gặp lại nhau em vẫn ôm anh, hỡi em sẽ né tránh ai? Chỉ dám buông đôi câu chào dạo này anh xa. Wow, đấy, không có cần tập trước đâu mọi người, cứ bung cứ đưa bài là tên hát thôi. Thiệt đó mọi người, em vừa mới đi làm về là em bay qua đây luôn.